Mentor Drip Jedi High-End Equipment Instruction. Cẩm năng hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Toy Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Bây giờ chúng ta cùng nhau đứng ở đây để chiêm ngưỡng cái độ đẹp lộng lẫy kiêu sa của một thiết bị dư tiền. Của một thiết bị gì gọi là dư tiền. Cái máy này nó bán ế lắm mấy bạn. Tại vì phòng sim không cần. Đúng không? Nhóm bắp chuối nó chơi máy chừng 10.000 hay là xin lỗi bạn, chừng 10 triệu quay đầu, hoặc là người ta nhón trên Smart Smith, hoặc là người ta nhón trên Express. Ít ai có điều kiện mà đầu tư tiền một cái dàn máy mà gọi là performance mà chỉ để nhón bắp chuối thôi. Cái tên máy là cái gì? Kiếm đọc cho nó chuẩn nè. Standing Cap vậy thôi, tên nó đơn giản vậy thôi, mà là nó thuộc dòng Pro Performance Plus, dòng máy Mỹ Đế 2M đắt tiền, đắt lắm. Nên bởi vì mới nói là cái máy này cái máy dư tiền. Để tập cái máy này cũng khá là đơn giản chứ không có gì gọi là phức tạp. Đó, khi mà các bạn đến với THOL Gym Center các chi nhánh thì bạn sẽ thấy có cái máy như vậy. Thì chúng ta cùng nhau điều chỉnh cái chỗ nồi vàng kéo kéo. Nói vậy thôi chứ khi 2-3 năm sau nó đổi cái này thành màu đen hay màu đỏ gì nha. Hiện tại là giờ nó là màu vàng. Đen nhám. Rồi rút ra. Không được nha ba. Không được. Nó nói không gì rồi. Nè, rút ra là phải có người chim chim này nè. Đó không? Mới rút được. Đó, ngã xuống. Lên. Cái này để chỉnh gì? Cái này để làm gì? Chỉnh chiều cao thấp của người. Đó, thôi Duy lùng, biết thân biết phận, chỉnh thấp thôi. Đó, mức này là mức tập của Duy. Tập cái này có nên đeo đai không? Nên. Khuyên các bạn nên mua đai để mà đeo. Rất tiếc là ngày hôm nay Duy đi vội quá, Duy quên mang đai của Duy. Và đai của THOL đã được bán gần như là hết bên này. Ngày mai ship hàng qua mới có nữa. Nên ngày hôm nay Duy mãn phép không đeo đai. Tập bài này khá dễ nhưng cũng khá khó. Đứng thẳng thì không đúng mà. Đứng thẳng khóa khớp cuộc sống chết, đứng chu đích. Chứ là đứng chu mông, nó hơi chu đằng xíu vậy đó. Tập là phải lót khăn. Thôi mình làm cái cho nó chuẩn đi. Cái này nè, giảm ma sát. Tức là tăng cái ma sát lên đó, tức là chống trơn trọt á. Không có cái này á, bạn trượt lên cái này. Trượt lên cái này. Cái ưu điểm của cái máy này á, là các bạn tập vô là nó đỡ đau, nó đỡ bị gọi là chấn thương vai. Nó mỗi lần mà Duy tập đùi xong hai cái vai á mà chơi trên máy Smith chứ gánh vô cái nó bầm hai bên đây luôn rồi. Mà cái này nó hạn chế được cái điều đó nên đây cũng là một trong những ưu điểm của máy. Phòng gym bên Mỹ Duy đi 10 phòng chừng phòng có máy này à. Tức nó cái máy này máy đốt tiền, cái máy không cần. Nhưng mà mình mua về để cho nó full dịch vụ vậy đó. Mua về cho thầy cái sự đẳng cấp, sự chịu chơi và nó cho người ta trải nghiệm được cái gì mang nó yếu tố riêng biệt. Mấy phòng gym khác có, phòng tôi có. Các bạn thấy không? Khi bạn tập nặng rồi bạn hết nhấp nổi. Bạn còn dày là tập từ độ cao tạo nó vừa thôi. Còn khi bạn chơi nặng rồi là bạn phải tập trung vô từng rep mới lên nổi. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất chỗ này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu.
Power 2M Half Rack đẳng cấp thế giới. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.